Dự báo thời tiết khu vực thành phố Hải Phòng hôm nay ngày 16 tháng 2, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 2, cấp 3.